Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bị tạm giữ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thành phố Việt Trì đã có văn bản số 608 TB CQDT về việc báo cáo đảng viên vi phạm pháp luật đến Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Văn bản nêu, ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng, chức vụ Đảng, bí thư Đảng ủy khu di tích lịch sử Đền Hùng, thuộc khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có nguồn tin cho rằng, ông Giang bị cơ quan công an tạm giữ từ ngày 14 tháng 5 để làm rõ việc liên quan đến cán bộ cấp dưới. Qua đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Việt Trì đã có văn bản báo cáo tới Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết về hành vi vi phạm pháp luật của đảng viên để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là nơi thờ các Vua Hùng có công dựng nước. Ngày xa xưa, vùng đất này là khu vực trung tâm của nhà nước Văn Lang. Về việc khởi tố bắt tạm giam ông Dương Văn Thái từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam 6 cán bộ là bí thư tỉnh ủy, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do nguyễn văn hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh vĩnh phúc tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh long và các đơn vị có liên quan khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó hai lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc là bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự. Về phía tỉnh Quảng Ngãi gồm ông Cao Khoa, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Cao Khoa và ông Đặng Văn Minh cùng bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Liên quan đến một vụ án khác, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 mở rộng điều tra vụ án cũng cho thấy ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đại ninh tỉnh lâm đồng Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can, trong đó có bị can Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, bị can Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Ba bị can là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Ba bị can là lãnh đạo cán bộ quản lý ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên danh để tham gia và trúng các gói thầu tại 16 tỉnh thành phố với tổng giá trị trên 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2022, 2023, Thuận An đã phát triển rất nóng và trúng nhiều gói thầu trị giá 18.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều gói thầu thuộc nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau Covid-19 đến nay các bị can như nguyễn duy hưng phạm thái hà dương văn thái và nhiều bị can khác đã khai báo với thái độ thành khẩn và chi tiết làm rõ bản chất của vụ án qua vụ án tập đoàn thuận an cơ quan điều tra bộ công an kêu gọi những ai mắc sai phạm thì trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được khoan hồng Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo thì đồng chí Tổng Bí thư đã có những lời khen ngợi đối với lực lượng công an đã quyết tâm, quyết liệt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong bản tuyên án với 86 bị cáo của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan có thể thấy về nhóm các bị cáo của cơ quan nhà nước, trong đoàn thanh tra tại SCB, Hội đồng xét xử tuyên tù trung thân bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước về tội nhận hối lộ. Đối với số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ mà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ và các khoản tiền mà 16 bị cáo trong đoàn thanh tra, theo Hội đồng xét xử, phải thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng việc bị cáo Nhàn nhận tiền diễn ra trong thời gian dài, Bị cáo nhàn nhận số tiền đặc biệt lớn, đây là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đường lối chủ trương của đảng và nhà nước. Sau khi nhận tiền, Đỗ Thị Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này. Trong đợt thanh tra lần 2, bị cáo nhàn chủ động đề xuất bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước, thay đổi kế hoạch thanh tra, nhằm thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại tòa, Đỗ Thị Nhàn nêu lý do nhận 5,2 triệu đô la Mỹ nhằm bảo vệ gia đình vì thấy nhiều bị can trong vụ án đã chết. Song hội đồng xét xử thấy lời trình bày của bị cáo Đỗ Thị Nhàn không có căn cứ. Hội đồng xét xử lý giải, quá trình nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn thực hiện trong thời gian dài. Nếu không muốn nhận thì bị cáo Đỗ Thị Nhàn có thể không nhận tiền. Hơn nữa, Đỗ Thị Nhàn còn cho mật khẩu nhà để bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền vào nhà. Còn một số người đã chết trong quá trình điều tra là chết sau khi vụ án khởi tố năm 2022, sau thời gian bị cáo nhận tiền rất lâu nên không có căn cứ chấp nhận lời trình bày của bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn chưa thành thật, thừa nhận vi phạm tội nên cần phải có mức án nghiêm khắc nhất. Nhưng xét bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định, với vai trò trách nhiệm được giao là trưởng đoàn thanh tra, nhưng Đỗ Thị Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho Ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu. Kết quả điều tra xác định, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB. Hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn để giúp đỡ Trương Mỹ Lan tạo điều kiện cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm. Về việc nhận tiền từ SCB, cựu cục trưởng khai, trong thời gian thanh tra tại ngân hàng SCB, Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị, Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn, tổng số tiền đã nhận là 5,2 triệu đô la Mỹ. Trong phần bào chữa bổ sung của bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa, bị cáo cho biết mình và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, quen biết nhau từ năm 2009. Thời điểm đó Văn đang làm tại một tập đoàn lớn tại Việt Nam và có hỗ trợ cho cán bộ cơ quan bị cáo. Bị cáo Văn khai chơi với con của bị cáo là sai, vì từ năm 2009, con bị cáo đang là sinh viên năm nhất thì làm sao chơi với Văn đang làm trong tập đoàn lớn. Trích lời cựu cục trưởng cho rằng, Văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời. Chẳng hạn như việc văn tặng bị cáo hồ lô thì bị cáo tặng lại văn Phật thủ. Tuy nhiên người đã tố giác hành vi của bà Nhàn đó là Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn từ trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án.